anh để lại cây viết dòng thư cuối sau bức màn. Nghe tiếng đàn cất lên trong không gian thật yên lặng khiến anh ngỡ ngàng. Chợt dòng chữ ấy đã phai nhanh vì mắt ướt nhòe. Giờ em không thấy rõ anh để lại yêu thương gói trong khúc nhạc anh viết tặng nhưng em đã quên. Là gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi nhẹ nhàng bình yên cùng với những áng mây bay xa xôi. Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nói yêu suốt đời sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi. Mình quen rồi đây, ừ thì cứ khóc đi. Mình quen rồi đây, ừ thì cứ khóc đi. Quán cũ cùng với kỷ niệm đã mờ phai, đôi tay bấm điện thoại còn ánh mắt thì đang chờ ai. Ngoài kia dòng xe qua không có gì nán lại, thứ còn thiếu cho buổi chiều buồn có phải là một tiếng thở dài. Làm sao để cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ban đầu, lại là kẻ nắm tay đi trên con phố đã sang màu, hay sẽ phải làm quen bước qua ký ức đã hàn sâu. Liệu chỉ một câu nói có biết rằng ta vẫn cần nhau. Chẳng ai biết cách để ngăn giọt nước mắt kia rơi, cố gắt đi suy nghĩ trong đầu khi tình đã chia đôi. Vì những ngày vui trong đời ta giờ chỉ còn lại trong lời ca. Tình cảm như nến và hoa sao phải tàn được cũng sẽ rời xa. Anh mong được thấy nụ cười em sẽ càng nhiều hơn mỗi ngày. Yêu tư hay phiền muộn cứ mặc cơn gió thổi bay. Nếu ngày mai chẳng lỡ giấc mơ của em không còn trọn vẹn thì săn cần nhau để anh lau đi giọt sương trên mi. Thôi đi nỗi buồn là như một cơn gió. Gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi. Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nói yêu suốt đời sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi. Đường khóc thì cứ khóc cho một lần hết nước mắt đi, để rồi ngày mai tình giấc không vẫn vương một điều gì. Tự nhiên mà cứ đắn đo dằn vặt khác nào trôi mình. Khóc đi, mình quen rồi đây, ừ thì cứ khóc đi. Mình quen rồi đây, ừ thì cứ khóc đi. Mình quen rồi đây, ừ thì cứ khóc đi. Là gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi bình yên nhẹ nhàng cũng. Xem cái MV vừa rồi, đó là trong cái mùa này thì công ty mình phải nghỉ, không có làm việc được theo nghị quyết của chính phủ. Thì mấy anh em ở nhà cũng không biết làm gì nên xách ra cover làm lại beat một số bài. Thì vô tình mình có nghe cái bài của Linh Ly. Mình chưa bao giờ nghe bài đó, lần đó mình nghe mình thấy nó khá là hay nên mình rủ anh em cover lại cho vui. Cái bài đó, và cái bài đó mình nghĩ phải có thêm đoạn rap nên tụi mình viết thêm một đoạn rap cho cái bài đó. Thì cũng trong video mình muốn giới thiệu cho các bạn những cái thành viên ở trong MCMA. Đầu tiên đó là bạn Phúc admin, sau đó là bạn Nghĩa là bạn hát vocal, bạn Phúc là bạn đánh đàn, và Minh Gao đó là bạn rapper. Thì trong công ty mình chỉ có 6 bạn thôi, hai bạn kia thì phụ trách về mảng marketing và sale. Thì trong video này mình cũng muốn nhắn nhủ cho các bạn là như các bạn thấy trong cái video này, tụi mình không có xài
những cái gì quá ghê gớm về thiết bị cả. Đó là những cái mà mình thấy mà các bạn rất là lo lắng khi các bạn bắt đầu vào cái lĩnh vực này. Thì những cái thiết bị đó rất quan trọng, nhưng mà nó không phải là những thứ bắt buộc phải có ngay từ ban đầu. Như mình chỉ sử dụng Ableton để mình hoàn thành cái bài nhạc này, và những bạn khác cũng vậy. Cái video này chỉ là quay lại chơi cho vui thôi, nhưng mà thật sự toàn bộ những cái gì mà các bạn nghe đó là chuột và bàn phím nằm ở trên máy tính. Đó là tất cả những cái gì tụi mình làm đối với bài nhạc này, chỉ trừ guitar và vocal là tụi mình thu thôi. Thì đó là những cái lo lắng mà của các bạn mới bắt đầu rất là quan tâm và các bạn rất là thích mua sắm thiết bị. Thì mình thật sự khuyên các bạn chân thành là các bạn đừng nên mua thiết bị khi mà các bạn chưa biết phải mua cái gì. Mình gặp rất là nhiều câu hỏi ở trên group là các bạn hỏi là mình muốn mua cái keyboard NETAC này, rồi mình kết nối với Ableton để mình chơi live được hay không. Các bạn quá lo lắng về cái việc các bạn chơi được hay không, nhưng mà các bạn lại không tìm hiểu xem chơi như thế nào và cần mua thiết bị gì để chơi. Như các bạn thấy, cái keyboard này mình mua chỉ với giá $49 thôi, và nó mình đem về quê và mình có thể làm bất cứ cái gì với cái keyboard này đều được hết. Đó là tất cả những cái gì các bạn cần, đó là kiến thức mà thôi. Đó là làm sao để mình khai thác những cái thiết bị mình có sẵn trong tay tối ưu nhất có thể. Thì đó là câu trả lời của mình dành cho những bạn rất là quan tâm về cái lĩnh vực này, rất là thắc mắc khi các bạn quyết định có nên theo đuổi hay không. Thì nó cũng chỉ là một cái phần mềm thôi. Nếu các bạn có thể control, điều khiển được cái phần mềm đó thì các bạn muốn làm bất cứ cái gì cũng được, chứ không phải là các bạn phải cần mua thiết bị để các bạn làm. Giống như những bạn video editor, các bạn vẫn edit bằng máy tính được, chứ các bạn đâu có cần phải mua cái bản color hay là cái bản bút vẽ gì đâu, đúng không? Thì hy vọng các bạn sẽ thích cái video của tụi mình làm trong cái mùa này. Chỉ là một cái dự án anh em vui, rảnh, làm chung với nhau thôi. Các bạn thích thì hãy share, like, subscribe theo cái kênh của mình, để những video sau chắc chắn với các bạn nó sẽ hoành tráng hơn. Bởi vì hiện tại mình không có thiết bị gì để mình có thể thực hiện cái vlog như bình thường của mình được. Xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại, bye bye.